Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mà kích hoạt cái cây Kaspersky 2020 này. Thì cái bài trước của mình thì đã hướng dẫn cho anh em rất cụ thể, nhưng bây giờ là do nhiều người sử dụng để kích hoạt cái cây này thì nên nó bị giới hạn khu vực. Thì bây giờ mình sẽ làm một video hướng dẫn cho mấy bạn cách khắc phục luôn, tại vì các bạn cũng để hỏi mình rất là nhiều, hỏi là cách khắc phục như thế nào, có cây mới như thế nào, sao cây không hợp lệ. Rồi đúng như vậy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em cách khắc phục cái vấn đề này. Rồi đây là sau khi tải thì sẽ được cái file setup, cái đuôi là EXE. Chúng ta tiến hành cài đặt cái phần mềm này để file cái địa chỉ IP nước ngoài. Rồi, các bạn cứ cài đặt một cách bình thường. Chỉ chọn net thôi. Như vậy thì đã cài đặt xong. Sau khi cài đặt thì nó sẽ xuất hiện trên màn hình desktop là một cái biểu tượng giống với như đó, nhưng mà nó khác nha nè. Rồi nó sẽ tự động mở lên luôn. Rồi chúng ta cứ tiến hành bỏ qua. Rồi đây là dùng thử 7 ngày nha nè, các nền chọn vào rồi là xong. Rồi đó, rồi nó sẽ bắt đầu. Rồi chúng ta rồi ok. Trước khi bắt đầu thì anh em tải cái phần mềm này cho mình. Tải phần mềm là Hotspot Shield. Phần mềm này là dùng để phay địa chỉ IP nước ngoài. Thì chúng ta cài đặt nó, các bạn cứ tải về rồi cài đặt bình thường thì nó sẽ ra được như thế này. Đây là phần mềm Hotspot Shield này. Đây là sau khi cài đặt thì cái link thì mình sẽ để dưới cái video. Rồi đầu tiên thì các bạn kiểm tra địa chỉ IP trước. Rồi đầu tiên là 14.191.9.40. Rồi chúng ta cứ tải xuống rồi mở lên, bật lên. Rồi sau khi bật lên thì nó sẽ hiện đây là các vùng nước ngoài này. Các bạn chỉ đây là nước Mỹ, đây là nước Anh, nước Indonesia, Argentina, thì chọn đại một nước nào cũng được miễn là ở cái vùng nước ngoài. Rồi bạn cứ bấm vào rồi sau đó là kiểm tra lại cái địa chỉ IP là nó đã thay đổi chưa. Rồi thì nó đã thay đổi rồi này, nó đã thay đổi cái địa chỉ IP rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành mở cái phần mềm lên, mở phần mềm dịch rút lên. Rồi anh chỉ là còn có bản quyền nhập mã kích hoạt này, bạn cứ lấy cái mã mở của hôm trước đó, dán vào. Sẽ nhìn trong đây. Rồi. Kích hoạt. Rồi nó sẽ có bản quyền lại cho chúng ta nè. Đây. Do mình đang xài để dở thì nó còn 7 ngày. Thì các bạn cứ reset rồi làm lại thì nó sẽ được 91 ngày. Rồi như vậy thì chúng ta đã kích hoạt thành công cái lỗi là mã sai địa chỉ, mã không hợp lệ. Rồi như vậy thì bạn ok rồi đó. Rồi, bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký, subscribe. Tất cả các cái này thành công anh.